một lời đau xót ngày mơ. Nhớ công ty Dược Anh Nguyễn, công ty AB Nguyễn xin dòng kính chào đến Đài Bắc anh chị các bạn và em nhé. Hôm nay buổi tối thứ 6 của 1 tháng 5 đẹp trời năm 2018, anh Nguyễn rất vui mừng được sang nhà bác Quyên, vợ chồng bác Quyên Vượng, vợ là Vượng còn là chồng là Quyên, với số điện thoại 0936 826 794. Bác thuộc thôn là Nghĩa Khê, An Đâm, Lam Sắc, Hải Dương. Thì An Đâm, Lam Sắc, Hải Dương chính là quê hương của anh Nguyễn, quê cha đất tổ anh Nguyễn. Anh nhắc lại là bác Quyên, Quyên Vượng, số điện thoại là 0936 826 794, thuộc thôn Nghĩa Khê, An Đâm, Lam Sắc, Hải Dương. Nâng cấp một bộ hát thì nhà bác là có đôi loa Fuller S1500 và chiếc đàn Sony rất là đẳng cấp, và một chiếc Sansui có model là AU950 đẳng cấp, và một đầu CD nghe nhạc đàn đông, và chiếc lọc bãi Nhật Bản. Và anh hiện nay sẽ nâng cấp bằng một chiếc vang Shiso OS510. Tức là bao đòi hỏi vừa nghe nhạc hay vừa phải hát hay. Như vòng hát thì anh đã hát trong một tiếng, cái nhà này nó không hưởng thành rất là khó hát, nó ở góc không nhiều. Đây chính là bác Quyên, nhà rất là lịch sự. Bác là chủ của xe 9 chỗ. Các anh chị các bạn có nhu cầu về dòng xe du lịch 7 chỗ 9 chỗ hãy liên hệ bác Quyên, Quyên Vượng, có số điện thoại là 0936 826 794, bác thuộc thôn Nghĩa Khê, An Đâm, Nam Sách, Hải Dương. Một cái nhà rất là vọng thôi nhá, đây mái tôn ngoài và âm thanh được phản xạ trực tiếp vào phòng ngủ luôn, tức là rất là khó áp luôn, nó sẽ dội lại. Chị rất là già duyên và rất là có tâm mà không. Làm sao tôi nói hết trong căn cứ. Hay rồi, cái này gửi về mười năm dài chưa mỏi, đời trai con chối thôi vì nghe lời khắc khoải, quê mình đau xót em ơi. Trời biển khu trăng sáng thiên nhiên, nhân tin tôi đành đây ngồi viết trang thư này gửi về em gái thanh thương. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa. Trời biển khu trăng sáng thiên nhiên, nhân tin tôi đành đây. Bây giờ anh sẽ sử dụng mic CF B8. Các hát tiếng ú, tiếng bên phiêu rất là hay các bạn nhá. Làm mic là một công việc anh cứ làm từng ngày. Đây chính là chị Phương. Quá tuyệt vời anh ạ, rất là hay đấy.